bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Sáng ngày 9 tháng 9, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan vừa có công điện lệnh giám đốc công ty Thủy điện Tuyên Quang vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình. Hồi 3 giờ cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Tuyên Quang ở cao trình số 117,09m, lưu lượng đến hồ là 4.832 m³/giây, lưu lượng xả 1.837 m³/giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang ngày 9 tháng 9 mở cửa xả đáy thứ 3 hồ Thủy điện Tuyên Quang vào 6 giờ, cửa thứ 4 vào 9 giờ, cửa thứ 5 vào 11 giờ. Đồng thời yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân vùng hạ du, chính quyền các địa phương đã thông báo đến các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy đang hoạt động trên sông, vùng hồ thủy điện và khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn công trình. Các cơ quan địa phương tăng cường công tác kiểm tra các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, đường tràn dễ bị ngập nước, kiểm soát người qua lại tại các khu vực cầu phao, cầu treo, các tràn ngầm, bến đỏ ngang có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng vật tư, phương tiện cần thiết, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi nước lũ dâng cao. Trước đó vào chiều ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ hai của hồ Thủy điện Tuyên Quang. Tối ngày 8 tháng 9, cơ quan chức năng đã đưa ra thông báo lũ khẩn cấp trên hệ thống sông Lục Nam, Hoàng Long, mực nước sông Thao của Yên Bái, sông Lục Nam Bắc Giang, sông Hoàng Long của Ninh Bình, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã Thanh Hóa đang lên. Mực nước lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9 trên các sông như sau: trên sông Thao tại Yên Bái 32,50m, trên báo động 3 0,50m, trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,25m, dưới báo động 3 0,05m, trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,78m, dưới báo động 3 0,22m, trên sông Mã tại Lý Nhân 9,55m, trên báo động 1 0,05m. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến chiều ngày 8 tháng 9, bão số 3 đã làm 24 người chết và mất tích, trong đó do bão là 9 người, sạt lở đất 12 người, do lũ cuốn trôi 3 người. Cụ thể, Lào Cai 6 người, Quảng Ninh 5 người, gồm một chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 513 Quân khu 3, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 1 người. Mưa lũ cũng khiến 229 người bị thương, ở Quảng Ninh là 157, Hải Phòng 40, Hải Dương 5, Hà Nội 4, Bắc Giang 4, Lạng Sơn 4, Lào Cai 9, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2. Ngoài ra có 3 người mất tích. Bên cạnh đó, gần 7.400 ngôi nhà bị hư hỏng, 5 đoạn đường dây 500 kV, 31 đường dây 220 kV, 97 đường dây 110 kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Có 25 tàu thuyền bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Gần 98.000 ha lúa, hơn 11.700 ha hoa màu bị ngập úng thiệt hại và gần 7.000 ha cây ăn quả bị hư hại. 1.100 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, chủ yếu ở Quảng Ninh. Theo ghi nhận vào thời điểm khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mực nước ở sông Cầu dâng cao rất nhanh. Tại trạm thủy văn Gia Bảy, thời điểm khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 9, mực nước đo được là 2.700 cm, đạt mức báo động 3. Tới khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 9, ghi nhận tại trạm thủy văn Gia Bảy, mực nước ở khoảng 2.756 cm, tới 3 giờ cùng ngày lên mức 2.780 cm, cao hơn 80 cm so với báo động cấp 3 và tiếp tục có xu thế tăng chậm. Tại trạm thủy văn Trã, mực nước lúc 1 giờ ngày 9 tháng 9 là 729 cm, thấp hơn 71 cm so với báo động cấp 1 và tiếp tục có xu thế tăng. Tại hồ Núi Cốc trên sông Công, mực nước lúc 1 giờ ngày 9 tháng 9 là 4.596 cm và đang tiến hành xả lũ với lưu lượng xả tràn ở mức 150 m³/giây. Lũ trên sông Cầu đang tiếp tục lên chậm dần,
tại trạm thủy văn Gia Bảy, đỉnh lũ có khả năng ở mức 2.870 cm, cao hơn 130 cm so với báo động cấp 3. Vào sáng ngày 9 tháng 9, tại trạm thủy văn Trã, đỉnh lũ có khả năng lên mức gần báo động cấp 3, báo động cấp 3 là 1.000 cm vào đêm 9 tháng 9. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Theo người dân sinh sống hai bên bờ sông Cầu, kể từ sau trận lũ lịch sử vào năm 2001 đến nay, chưa bao giờ mực nước sông Cầu dâng cao như hiện tại. Tại khu vực cầu Gia Bảy, mặc dù nước lũ dâng cao nhưng nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng lại trên cầu, tập trung đông người để chứng kiến sự việc hiếm khi xảy ra, khiến cho giao thông bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên cũng đã có mặt để giải tỏa đám đông, đảm bảo an toàn cho người dân. Nước sông Cầu dâng cao cũng đã gây ngập úng nhiều khu dân cư hai bên bờ sông, nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng ven sông và sạt lở hai bên bờ sông. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các xã, phường huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, khuyến cáo người dân tuyệt đối không quay về nhà cho đến khi lũ trên sông rút xuống ở mức an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa, lũ quét. Sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới. Theo đó, Yên Bái là địa phương có mức độ cảnh báo cao nhất về lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ, nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3. Nên từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có những điểm trên 400 mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa, lũ quét sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong vòng 24 giờ. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Thao ở Yên Bái, sông Lục Nam ở Bắc Giang, sông Hoàng Long, Ninh Bình, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã ở Thanh Hóa đang lên. Mực nước lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9 trên các sông như sau: trên sông Thao tại Yên Bái 32,50 m, trên mức báo động 3 0,50 m; sông Lục Nam tại Lục Nam 6,25 m, dưới báo động 3 0,05 m; sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,78 m, dưới báo động 3 0,22 m; sông Mã tại Lý Nhân 9,55 m, trên báo động 1 0,05 m. Trong 14 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Thương tại Phù Lạng Thương tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 3. Sông Hoàng Long tại Bến Đế và sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 3. Từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3, đỉnh lũ trên sông Bưởi, hạ lưu sông Mã ở Thanh Hóa tại Lý Nhân Mã lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do Thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy số 2, Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy số 1 vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 9, nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Thông tin dự báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm.
cảnh báo đêm 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Sáng ngày 8 tháng 9, sau khi bão số 3 Yagi đi qua, trung tâm Hà Nội ngổn ngang bởi hàng trăm cây xanh bật rễ, đổ chắn ngang lối đi. Phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng không thể hoạt động. Ghi nhận tại phố Nguyễn Chí Thanh, lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 9, đường phố ngổn ngang bởi hàng trăm cây xanh bị bật rễ ngã đổ chặn gần hết một chiều lưu thông của xe cộ. Trên phố Tôn Đức Thắng, đoạn gần Nguyễn Thái Học, dù phía trước một cây đổ chắn hết lối đi, một phụ nữ vẫn cố đi lên trên tán lá cây và bị ngã xe. Không ngoại lệ, hàng phở Thìn Bờ Hồ nổi tiếng trên phố Lò Đúc cũng bị cây đổ vào hỏng cả bức tường mặt tiền và mái nhà. Còn ngõ có hàng phở nổi tiếng này cũng bị mái tôn sập xuống che chắn gần hết cửa, khiến người dân phải khom lưng ra vào. Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, cả chục cây xanh bị bật gốc ngã đổ, phố đi bộ bên Hồ Gươm cũng đã tạm dừng hoạt động, ô tô xe máy được phép di chuyển bình thường. Nhằm khắc phục hậu quả sau bão, nhiều cây xanh đang được cưa cắt, thân cây nằm ngổn ngang chờ ô tô đến chở đi. Nhiều cột biển tên phố bị cây đổ đè gãy, trong đó có biển tên các phố Đinh Tiên Hoàng, Lò Sũ. Tương tự, hệ thống bốt điện và cột đèn cũng nằm la liệt ở ngã năm Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo. Toàn bộ kiosk bán bánh trung thu trên các vỉa hè cũng đều bị sập đổ, bung gãy. Ghi nhận đến sáng ngày 8 tháng 9, hầu hết hàng quán, cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa nhằm khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền trên khu vực tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục duy trì cường độ mạnh với sức gió cấp 16-17. Toàn tỉnh Quảng Ninh có hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ, nhà dân bị tốc mái, mất điện trên diện rộng. Trên đường Hoàng Quốc Việt, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hạ Long đã kịp thời ứng cứu người dân đi xe máy bị cây đổ trúng người và phương tiện khi đi ngang qua. Tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đang có gió giật cấp 13 đến 16, mưa to xối xả, gió rít và giật liên hồi từng cơn, biển động dữ dội. 6 tàu đang neo đậu trong âu cảng đã bị đắm. Khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, hàng chục cây xanh đổ rạp trên đường. Toàn huyện Cô Tô bị mất điện, mất kết nối hệ thống cáp quang. Tuy nhiên, việc liên lạc qua sóng viễn thông vẫn đảm bảo. Tuyến đảo Vân Đồn như Quan Lạn, Ngọc Vừng cũng có gió giật mạnh cấp 12 và mưa rất lớn. Một số xã đảo đã bị mất điện cục bộ. Từ sáng ngày 7 tháng 9, thì cầu Vân Đồn đã tạm dừng lưu thông đối với xe máy. Cầu Bãi Cháy ở trung tâm thành phố Hạ Long cũng cấm xe máy qua lại trong điều kiện gió đang cấp 9-10. Có xe tải để chuyên chở người và phương tiện qua đây. Nhiều cây xanh cỡ lớn bị bật gốc tại sân trường ở thị xã Quảng Yên. Các khu vực này đều có gió giật đến cấp 10 và tăng dần lên kèm theo mưa lớn. Tại thành phố Móng Cái, hàng loạt cây xanh đã bị gãy đổ từ rạng sáng, nhiều cây chắn ngang đường cản trở giao thông. Hàng loạt địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh đều ghi nhận tình trạng cây xanh gãy đổ, nhà lợp tôn bị tốc mái, đứt neo trôi giạt bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân. Các địa phương sâu trong đất liền hơn như Ba Chẽ, Bình Liêu cũng đều có gió cấp 8-9, giật lên cấp 10-12. Đến 12. Một số điểm khu vực miền núi đã xuất hiện sạt lở cục bộ. Tại một chung cư ở thành phố Hạ Long, gió giật phăng cửa kính. Hiện thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh đã mất điện lưới trên diện rộng. Riêng các khu vực mỏ than hầm lò đã kích hoạt chạy máy phát điện ưu tiên phục vụ bơm thoát nước mỏ, quạt gió. Việc sản xuất đã tạm dừng từ đêm ngày 6 tháng 9. Tranh thủ những thời điểm mưa nhỏ, gió giảm theo từng cơn, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành thu gom ngay các cành thân cây gãy đổ, chắn ngang đường, dọn dẹp vệ sinh, đồng thời tránh gió giật trong những giờ tiếp theo sẽ cuốn theo các vật cản này văng vào các phương tiện, nhà dân. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh chưa có báo cáo thiệt hại về người. Từ 13 đến 16 giờ, bão số 3 Yagi sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh và tiến sâu vào đất liền. Sau gần 5 giờ đồng hồ hứng chịu sự tàn phá của cơn bão số 3, tỉnh Quảng Ninh thiệt hại nặng nề, rất nhiều cây xanh hai bên đường gãy đổ, thậm chí cả những cây cổ thụ cũng bật gốc. Hàng nghìn ngôi nhà cũng bị thổi bay mái, biển quảng cáo rơi xuống đường làm ách tắc giao thông. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà cao tầng bị gió giật vỡ kính, lực lượng chức năng Quảng Ninh cũng đang nỗ lực dọn dẹp cây cối và các miếng tôn, biển quảng cáo trên đường để khắc phục tình trạng tắc đường cục bộ tại thành phố Hạ Long. Theo ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
bão số 3 vào bãi cháy tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 14 giật cấp 17, Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cấp 13 giật cấp 14. Ông Luận chia sẻ, đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ. Ông Phạm Đức Luận nói, trao đổi qua điện thoại, hiện nay ở tỉnh Quảng Ninh thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, nhà tôn, mái ngói bay hết. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 17 giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 Yagi đã làm 4 người thiệt mạng, Quảng Ninh 3 người, Hải Dương 1 người và 78 người bị thương, Quảng Ninh 58 người và Hải Phòng 20 người. Thiệt hại về tàu thuyền đã có 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu thuộc tỉnh Quảng Ninh, 1 tàu vận tải bị đứt neo trôi giạt. Cập nhật về tình hình cơn bão số 3, sau khi quét qua khu vực Đông Bắc Bộ tiến về Tây Bắc Bộ, đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 9, bão Yagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong ngày 8 tháng 9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong đó khu vực mưa lớn nhất ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Vào 4 giờ sáng ngày 8 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Sơn La với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 39 đến 49 km/h, giật cấp 7. Vào đêm ngày 8 tháng 9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 10 đến 15 km/h. Dự báo trong ngày, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi qua Sơn La, Điện Biên, tiến vào khu vực Thượng Lào, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 8 tháng 9, vùng biển Vĩnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Trên đất liền các tỉnh Sơn La, Điện Biên có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!